coi lấy đồ chưa? Anh sao lúc này em qua à. Hỏi đâu vậy? Anh chưa về. Ăn cường nữa rồi. Chú cho bạn kiểu với Quang Hải vậy. Em ơi. Máy đông bạn rồi. Nhờ người khác đi. Lấy máy ông đi. Mày lấy máy. Nhanh. Ăn cường đâu ăn. Ok. Ăn cường lấy được passport của. Lấy passport của cả đoàn chưa? Đấy. Hỏi anh Đoàn này. Anh Đoàn ơi, passport của cầu thủ là ai cầm? Anh Cảnh. Cho em hỏi ai lo tóc bò của cậu thủ rồi. Anh hỏi anh. Cho em passport của các cầu thủ đi anh. Anh chuyển làm video này. Thank you.
kéo cái đi. Kéo vali. Hả? Kéo vali. Đi. Anh ơi, cái xe là của ai đây? Hả? Anh Trường ơi. Sáu cái áo để quên mất ở nhà. Tới bắt đầu. Tối qua về anh ngủ luôn. Em về em làm việc đến 2 giờ xong rồi dọn đồ dọn đạc.
này chứ. Bảy giờ sáu rồi. Đến thời điểm này 7 giờ sáng rồi. Anh cho em. Mà xe của khác, yêu nghề không chuyển luôn. Cho anh em nó vui. Áo này, đồ độc. Chẳng rồi. Nhưng anh nay sinh nhật Dũng sao thấy toàn happy birthday anh Dũng. Nếu biết anh nào. Mới 7 giờ sáng mà ấn live stream cái là có 12.000 người xem rồi. Em nói gì? Đến lúc phải tắt live stream rồi nhá, chào tất cả mọi người. Có quà cho con gái.